Hey, xin chào các bạn. Hôm nay Thiên Vũ Audio sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó chính là bộ chuyển đổi tín hiệu có dây không thành không dây đến từ thương hiệu X-Fi của Mỹ. Sản phẩm này được thiết kế tại design tại USA và được lắp ráp tại China. Sản phẩm này có tiện ích gì và đây là một thương hiệu và chúng ta sẽ trải nghiệm nó như thế nào và thiết kế như thế nào. Chúng ta hãy cùng khui hộp cái sản phẩm này. Sản phẩm này có một chiếc hộp được thiết kế khá là đẹp, để chữ Micro Wireless System, mã series là U3. Thì bây giờ mình sẽ khui chiếc hộp này ra coi là sản phẩm này có gì, rồi sau đó mình sẽ chia sẻ về thông số kỹ thuật cho các bạn. Wow, rất là thì sau khi mà Thiên Vũ mở chiếc hộp này ra, Thiên Vũ thấy cái đây là một bức ảnh về thương hiệu X-Fi Digital Micro Wireless System, mã series là U3 của sản phẩm này. Rồi ok, và đây là một cái cuốn Tatalo, thì Thiên Vũ sẽ giới thiệu sau, chia sẻ cho mọi người. Rồi thì sau khi khui chiếc hộp này ra thì các bạn thấy bên trong đó chính là hai thiết bị, đó chính là chính chủ đạo, đó chính là hai cái ngõ Canon. Đây mình Thiên Vũ mở cho mọi người cùng xem. Đó, đây là hai cái ngõ Canon power nguồn và cũng như là cái còn lại chúng ta sẽ cắm vào micro. Cái sự chuyển đổi này nó sẽ hiệu quả cho các bạn, các ca sĩ cũng như các bạn hay trình diễn ở ngoài trời không thích dây nhợ rùm rà và đang lại thích hát những micro có dây với chất âm cực kỳ chuyên nghiệp và âm thanh nó sẽ hay. Thì đối với những dòng micro thông dụng ở thị trường Việt Nam hiện nay, đa phần là sử dụng sóng là UHF. Thì giữa và cái bộ X-Fi U3 này thì nó sẽ sử dụng tần số sóng là wireless giống như wifi gia đình của chúng ta. Thì sự khác biệt giữa hai tần số này sẽ như thế nào thì Thiên Vũ sẽ phân tích cho mọi người cùng hiểu. Thì cái bộ chuyển đổi này nó sẽ mang ra tương thích cho các bạn là giữa cái sóng mà UHF và cái sóng wireless. Thì điểm yếu và điểm mạnh thì về cái mà sóng wireless thì chắc chắn là về tín hiệu, về đường dẫn xa thì chắc chắn là cái wireless là nó sẽ không bằng UHF, vì UHF điểm mạnh của nó là sóng sẽ đi rất xa. Nhưng mà nói về tính năng ổn định thì sóng UHF sẽ không bằng wireless, vì wireless khi mà nó sẽ vẫn giữ được nguyên bản và cũng như là giữ được cái chất âm của bạn, nó sẽ cực kỳ ổn định và rất là sạch sẽ. Nhưng mà điểm yếu của nó là chỉ ở trong phạm vi cự ly gần, thì ở phạm vi là theo thông số kỹ thuật báo là khoảng tầm 30m, 90 feet đó, thì khoảng tầm là 30m thôi, nó không thể xa hơn UHF được. Và cái bộ chuyển đổi X-Fi U3 này nó lại là tích hợp có pin và thời lượng pin của nó là tới 5 tiếng đồng hồ cho các bạn sử dụng. Cái này nó sẽ phù hợp cho các bạn chơi guitar, các bạn sử dụng những micro, hay là các bạn có thể dùng nó để kết nối với những thiết bị như là dây tín hiệu từ Canon với nhau. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra và chúng ta cùng xem thông số kỹ thuật cùng nhau. Thì mở ra cuốn Tatalo này thì các bạn có thể thấy là nó sẽ bao gồm như là live vocal, nó sẽ ứng dụng rất là nhiều nè, nó rất là nhiều dạng video nè, production nè, rất là nhiều. Và cái dòng X-Fi này nó có hai dạng, một là U2 và U3. Thì cái U3 này á, thì mình nghĩ nó sẽ phù hợp cho các bạn sử dụng micro hơn. Những micro có dây thì nó sẽ hát hay hơn so với không dây rất là nhiều. Còn những cái micro mà không dây sử dụng tần số UHF nó sẽ biến đổi đi cái chất âm, nên những ca sĩ chuyên nghiệp chúng ta thường hay sử dụng có dây để trình diễn. Thì ở đây sản phẩm này mang đến chúng ta một cái tiện ích, đó chính là khi chúng ta sử dụng thiết bị này, nó giữ nguyên bản của được cái tần số cũng như là chất âm của micro không dây thật là chuyên nghiệp cho mọi người. Rồi mình sẽ mở thử cho các bạn cùng xem. Thì ở đây là cái nút nguồn. Khi mà mình mở lên, cái sản phẩm này gồm hỗ trợ được tối đa 6 tần số. Chúng ta có thể sử dụng 6 tai mic trên một hệ thống. Và ở đây là cái nút power. Ở đây là một cái phím Canon, chúng ta sẽ cắm vào thiết bị như là loa nè, hay là trên mixer nè, những cái đầu thiết bị cần hỗ trợ. Sau đó chúng ta còn đầu còn lại này, chúng ta sẽ cắm vào tai micro của mình, là micro có dây. Chúng ta sẽ nhét vào và sau đó chúng ta bật like, là một là like, hai là chúng ta sẽ chọn mid và chúng ta sẽ bật power lên, nó sẽ sáng đèn lên. Đó, các bạn lưu ý
Khi chúng ta setup tần số sóng thì chúng ta sẽ setup từ 1 đến 6 hai thiết bị, bộ thu và bộ nhận, chúng ta phải cùng số với nhau. Các bạn hiểu không ạ? Rồi, ok. Thì sản phẩm này thì mình sẽ thử, mình lấy một chiếc micro để demo thử cho các bạn. Mình sẽ gắn thử cho các bạn cùng xem. Cái đầu này chúng ta sẽ gắn vào, đây là micro có dây nha mọi người. Chúng ta sẽ gắn vào đầu này. Rất là bót, rất là cứng. Đó, ở đây chúng ta sẽ on off về cái tai micro này. Nhưng bản thân chúng ta có thể setup cái line hoặc mid ở đây. Và ở đây là nút nguồn. Thời gian và dung lượng chúng ta có thể nói là sử dụng cho đến là 5 tiếng là tối đa theo nhà sản xuất đưa ra. Và mình đang sử dụng test thử trên micro Dynamic. Và phần còn lại bây giờ mình sẽ kết nối đầu còn lại với một thiết bị âm thanh. Mình sẽ thử demo trên Bose X1 Pro. Và đây là đầu còn lại mình sẽ kết nối với thiết bị âm thanh. Mình sẽ ghim vào. Rồi, bật lên. Receiver. Alo, hey, 6, 7, 1, hey. Alo, hey, 6, 7, 1, hey. Alo, 1, 2. Các bạn thấy không? Tiếng micro nó ra được rất là sạch sẽ và cực kỳ hay. Tức là cái tần số wireless của cái bộ chuyển đổi thiết bị này, nó giữ cho cái chất âm và coi như là cái beat từ cái micro có dây nguyên bản giữ nguyên bản để đưa ra, thay cho thiết bị có dây cồng kềnh. Thì sản phẩm này nó cũng sẽ phù hợp hơn cho các bạn mà đang trình diễn play acoustic chơi guitar. Đây là một thương hiệu X-Fly. Mình nghĩ là nó sẽ đáp ứng cho những các bạn đang có nhu cầu trình diễn và không dây, không cần phải quá rầm rà về dây nhợ. Đó, coi như là mình đã review xong cho các bạn xem sản phẩm X-Fly U3 dành cho các bạn trình diễn, các bạn ca sĩ biến micro có dây thành micro không dây và vẫn giữ được chất âm nguyên bản và nguyên dạng. Mình cũng sẽ chia sẻ và giới thiệu với các bạn thêm một sản phẩm. Bỏ ra đi. Rồi. Mình cũng sẽ chia sẻ các bạn một sản phẩm, đó chính là U2. Cái sản phẩm X-Fly U2 này nó sẽ phù hợp cho các bạn sử dụng như là cây keyboard, guitar, piano, ca dong, trống, các thể loại và nhạc cụ, vì nó sẽ sử dụng bằng dây 6 ly. Còn đối với U3 thì các bạn sẽ phù hợp với những cái tai micro của mình hoặc là tín hiệu âm thanh đầu vào trên nhiều dạng mixer. Chúng ta sẽ tùy biến vào sản phẩm này. Ok, như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn, review các bạn trải nghiệm thử sản phẩm bộ chuyển đổi tín hiệu âm thanh micro có dây thành micro không dây chuyên nghiệp, sử dụng tần số là 2.4 của wireless giữ nguyên bản cái chất âm. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần sau. Nhớ đừng quên bấm like và đăng ký channel Thiên Vũ Audio để xem những video clip mới nhất, và đừng quên nhấn chuông và ủng hộ cho đội Thiên Vũ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.